Ban cơ sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố vừa có tờ trình thường trực thành ủy, ban thường vụ thành ủy về việc xin ý kiến dự thảo quy chế xét tặng giải thưởng cống hiến cho Đà Nẵng. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, có đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đề xuất thì giải thưởng được tổ chức định kỳ 5 năm hai lần, bắt đầu từ năm 2023 và biểu dương khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố 29 tháng 3. Đối tượng xét tặng được chia thành 3 nhóm là cá nhân trong thành phố, cá nhân ngoài thành phố và cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài. Về số lượng thì không quá 10 trường hợp vào mỗi đợt khen thưởng. Về hình thức khen thưởng sẽ bao gồm bằng chứng nhận và biểu trưng kèm theo tiền thưởng quy định tại nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố thì số tiền là 100 triệu đồng một giải.